Chào mừng các con quay trở lại khóa học tiếng Anh lớp 1, bộ sách Global Success trên trang web học trực tuyến OLM. U. Big U. Big U. Little U. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu chữ cái U. Các con đọc lại theo cô nào. U. U. Chữ cái U sẽ được phát âm là O. 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 Rất tốt. Chúng ta cùng nhau chuyển sang phần từ vựng. Words. Một ngày mới lại bắt đầu, các bạn nhỏ cùng nhau ra bến xe buýt để đợi xe đi đến trường. Các con hãy xem, trong bài học này, chúng ta sẽ có những từ nào có chứa chữ cái U, được phát âm là A. At the bus stop. Sun. 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 Look at the sun. 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 Trong khi các bạn nhỏ khác đã đứng đợi ở bến xe buýt, một bạn nam lúc này mới vội vàng chạy đến bến xe. Look at the boy. He's running. 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 Lúc này, xe buýt cũng bắt đầu đến nơi. The bus is moving. Bus. 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 Trên làn đường đối diện, một chiếc xe tải đang đi tới. The track is moving. Track. 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 Up. Up. Track. Chúng ta cùng ôn lại những từ vừa học nào. Sun. Bus. Running. Track. Sun. Bus. Running. Track. Rất tốt. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các con cách viết chữ U in hoa và in thường. Đầu tiên là cách viết in thường. Tiếp đến là cách viết in hoa. Rất tốt!
Chúng ta cùng nhau chuyển sang phần cấu trúc. Structure. Ở đây cô có hai bạn nhỏ. Các con hãy cho cô biết đâu là bạn nam, đâu là bạn nữ. Đúng rồi, bạn nhỏ này chính là bạn nữ. Chúng ta sẽ gọi bạn là she. Các con đọc lại theo cô nào. She. She. Còn bạn này chính là bạn nam. Chúng ta sẽ gọi bạn là he. 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 Rất tốt. Các con hãy xem hai bạn đang làm gì đây nhỉ? À, đúng rồi. Hai bạn đang chạy bộ. Các con thấy bạn nam đang chạy bộ. Chúng ta sẽ nói he's running. Các con đọc lại theo cô nào. He's running. Tương tự như vậy, bạn nữ cũng đang chạy bộ. Chúng ta sẽ nói như thế nào? À, đúng rồi. She's running. She's running. Các con đã làm rất tốt đấy. Khi nói những đồ vật gì đang chuyển động, chúng ta sẽ nói như thế nào? The bus is moving. The bus is moving. Từ đây, các con hãy nhớ để nói cái gì đang di chuyển. Chúng ta sẽ có mẫu câu the cộng đồ vật is moving. Cô nhắc lại, để nói cái gì đang di chuyển, chúng ta có mẫu câu the cộng đồ vật is moving. Ví dụ ở đây cô đang có cái gì nhỉ? Chính xác. Cô sẽ nói câu đầy đủ như thế nào? À, chúng ta sẽ nói the track is moving. Các con đọc lại theo cô nhé. The track is moving. Rất tốt. Tổng kết lại bài học này, chúng ta đã học letter U được phát âm là ọ. Và các từ sun, bus, track, running. Bên cạnh đó, chúng ta học mẫu câu nói về anh ấy hay cô ấy đang chạy bộ. She's hoặc he's running. Và mẫu câu giới thiệu cái gì đang chuyển động. The cộng đồ vật is moving. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo trên trang web OLM.